Rồi, giới thiệu với các bạn đây là những đầu rồng vô condo. Anh Phi còn màu trắng nhiều lắm, màu cam còn có mấy cái à, màu xanh. Cái này là để dành tặng cho những bạn mua vô condo tại cửa hàng Abo ha. Đây hiện nay nó còn được một ít, nó bị dơ và anh Phi cho cái xà bông vào và anh Phi đang rửa nó cho nó sạch ha. Các bạn tới mua thì sẽ được tặng một những đầu rồng này nếu các bạn mua vô condo nha. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha các bạn nhé, chỉ còn được bao nhiêu đây thôi. Rồi điểm tin về cho các bạn biết thôi ha, cho nó sạch ha, xong rồi phơi khô vỏ bịch nó mới sạch được, để ở ngoài nó bị bụi dữ lắm các bạn.